gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ cho tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, trở lại cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bậc anh chị, hôm nay nhân kỷ niệm 35 năm tốt nghiệp học sinh phổ thông trường cấp 3 Nghi Lộc 1 khóa 1976-1979. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho anh chị em làm chương trình xin kính chuyển đến quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bậc anh chị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và để mở đầu chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Cửa Lò Đón Bạn Về Thăm, sáng tác Phan Thành, do Hoài Thanh và Thanh Hải trình bày.
sống thuở nhỏ, ai là ai quên sao nỡ không về. Anh cứ đùa em nọ cho và nọ lấy, sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe. Khúc dân ca có tư trong máu thịt, không thể đổi lòng làm sống dậy. Người còn, người mất. Nếu có người muốn tâm hồn đây
là nghe mỗi câu thầy học trò thân mến, mỗi mong người dạy đi đâu tâm nguyện một đời học y hai tiếng cô thầy thân thương, mà trên tay một phương cách xa ba nơi chớ quên. Ôi cho em chợt buồn xuyên sao sao xuyên nghẹn ngào con tim, mưa đâu rơi rơi ướt mi nhòe đôi mắt ai ngày từng ngày vội vàng trong xa rồi tôi mãi không quên tháng năm êm đềm, bạn hãy thứ lỗi cho tôi vì ta sẽ mãi cách xa, bạn hãy thứ lỗi cho tôi dù tôi có bước lạc lối, bạn ơi xin hãy thứ tha những sai lầm tôi quá rõ xa. Chúng ta dẫu lắm nguy khó mà vẫn thiết tha, bạn đã bên tôi sống những tháng ngày tràn đầy thương mến. Tôi xin cảm ơn tình bạn của xưa, dẫu sẽ chỉ mãi còn trong giấc mơ, bạn đã cho tôi ấm êm tình người hạnh phúc. Lời nói ân cần thuở xưa, tình nghĩa chia rẽ mẹ chúng ta vẫn biểu cảm tường về nền trong buổi gặp mặt hôm nay. Chúc buổi gặp mặt với chúng ta hôm nay nặng nề. Bạn hãy thứ lỗi cho tôi. Thank you.
diễn đàn này. Cho phép tôi gửi đến các thầy cô giáo, cô giáo và cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ, tôi xin trình bày bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ. Tuổi thơ đã đi qua, không trở lại.
trưởng trường cấp 3 IN1. Kính thưa toàn thể các thầy, các cô giáo, thưa toàn thể các bạn, cách đây 35 năm về trước, các bạn cùng tôi đã rời trường cấp 3 IN1 để rồi mỗi người đi mọi miền đất nước. Người vào đại học, người vào trung học chuyên nghiệp, người đi bộ đội, người ở lại quê nhà. 35 năm đã trôi qua, hôm nay chúng ta lại được hội tụ gặp nhau nơi mảnh đất quê hương. Thật là vui mừng khôn tả. Lời đầu tiên, thay mặt cho hội học sinh khóa 76-79 tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh và mọi miền đất nước, xin nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo, tất cả các bạn từ khắp mọi miền đất nước và các bạn nơi quê nhà đã về họp mặt ngày hôm nay. Xin kính chúc thầy Bình, cựu hiệu trưởng của trường, các thầy, các cô và toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các thầy, các cô và toàn thể các bạn, sự có mặt của quý vị hôm nay có một ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tính nhân văn cao đẹp. Đây là dịp để thầy trò gặp mặt để ôn lại những kỷ niệm cũ, biết và chia sẻ những thành tích đã đạt được, động viên an ủi, thăm hỏi, tương trợ lẫn nhau trong những quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Đó là sự dây vô hình gắn kết và phát huy sức mạnh của các bạn. Với ý nghĩa cao đẹp đó, cho phép tôi được cảm ơn tất cả các bạn khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là các bạn trong ban liên lạc tại quê nhà đã tận tình đóng góp công sức và tiền bạc để chúng ta có được dịp gặp mặt ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô và các bạn, tôi cũng là một người có điều kiện để được gặp nhiều bạn thường xuyên trên mọi miền đất nước, nhưng để được gặp lại các thầy cô, các bạn đông đủ như hôm nay tại quê nhà, tôi thật sự sung sướng và xúc động. Tôi thấy như cuộc sống, tôi thấy như được sống lại với những ký ức đẹp đẽ thuở nào, những kỷ niệm của một thời học trò gắn bó thương ngây, những động tình thầy trò, tình quê hương, tình bạn phá lẫn tình yêu thương trong sáng của một tuổi học trò. Ôi để làm sao những ngày mình đói chia nhau từng bụi khoai củ sắn và đèo nhau đi học hàng chục cây số, những ngày đi lao động vất vả tối về ôm nhau ngủ trong đống rơm ngoài đồng ruộng. 35 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn thấy những hình ảnh đó như với hôm qua vậy. Kính thưa các thầy, các cô và toàn thể các bạn, hơn nửa cuộc đời đã trôi qua, nhờ phát huy truyền thống chăm học chăm làm của quê hương Nghi Lộc, chúng ta đã không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu và đã gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nhiều bạn hôm nay đã là giáo sư, tiến sĩ khoa học, doanh nhân, các cán bộ giữ chức vụ trọng trách trong các trường đại học, trong quân đội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Đa phần các bạn đã hoàn thành tốt trách nhiệm gia đình, đã nuôi các con trưởng thành, nhiều người đã thành công thành đạt. Nhiều người đã hoàn thành trách nhiệm với xã hội về nghỉ hưu. Các bạn gặp nhau thường nói cầm vàng còn sợ vàng rơi, lấy ngài ghi lộc thì đời đời ấm no. Những câu nói đó có vẻ vô ngại, nhưng đã phần nào khẳng định được sự thành công của con người ghi lộc quê ta. Nhân dịp này, cho phép tôi được nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các bạn đã đạt được trong những năm qua và mong các bạn hãy tiếp tục phát huy, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phồn vinh của gia đình, quê hương và đất nước. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho sự thành công của chúng ta. Sao tất cả và trang bị cho chúng ta những kiến thức, nhân cách sống đó là hành trang để chúng ta bước vào đời. Nhân dịp này, thay mặt toàn thể các bạn học sinh khóa 76-79, xin được bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo, chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, sống lâu và tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của gia đình, xã hội và nền giáo dục nước nhà.
về ngày hôm nay chúng ta không thể chạy lòng khi nhớ đến các thầy cô đã đi xa, những người bạn đã anh dũng hy sinh trên các mặt trận của tổ quốc, những bạn bè thân nữ không may mắn đã về và tỏ lòng tinh thần. Xin phép quý vị dành một chút tĩnh lặng để tưởng nhớ những người đã ra đi và cổ máu cho linh hồn của các thầy cô và các bạn được thanh thản nơi ông chi chuối. Sự thành công hôm nay không thể không nói tới sự góp sức động viên của mái ấm gia đình các bạn, các đức lan quân, những người vợ siêng năng và tần tảo, những người con ngoan hiếu học trong mọi gia đình chúng ta. Cho tôi xin gửi tới đại gia đình của tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Thầy quá vợ, trong mỗi chúng ta đây có rất nhiều bạn như anh Khánh, Minh Thương, chị Hiền, vân vân và vân vân, có những kỷ niệm học trò không thể nào quên. Một bài thơ chép lại trong vở hết giờ chơi mang đến là bán về. Và nhiều anh như anh Hương, anh Tùng đã có nhiều lần ngọc nghịu đứng làm thơ. Những kỷ niệm đó thật tuyệt vời và là bài ca không bao giờ quên của trong mỗi chúng ta. Ngày hôm nay xin các bạn hãy quên đi những phiền buồn của cuộc sống hàng ngày, hãy vui những chưa bao giờ vui. Hãy tận hưởng những ngày đẹp đẽ nhất của thời học sinh. Xin chúc cuộc họp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Nói về cái tình hình của họ hôm nay
bên nhau này bạn thân ơi,
ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, và nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Cho nhau hơi ấm bạn bè, ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe. Một chiều đi trên con đường này, hoa địa vàng trải rơi chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường tôi sao lạc quan. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống cho tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là mặt tôi mỗi lần đến trường. Trên con đường này, hoa đi vàng trải rơi chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Trường này nhớ tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường.
Một chiều đi trên con đường này, hoa địa vàng trải rơi cho tôi.